đây chính là khung cảnh phiên chợ này. Hôm nay là ngày mùng 4 âm lịch và có rất là đông, đúng vào ngày chủ nhật luôn mọi người ạ. Và một ngày mùa thu rất là mát mẻ, nên là chợ rất đông mọi người ạ. Tuy nắng nhưng mà thời tiết mát mẻ rồi, anh em đi chơi rất là đông. Đấy, mọi người thấy là chặt cứng luôn hai đường, chưa bao giờ mình thấy là chợ đông như này. Hôm nay thời tiết tuy nắng nhưng rất mát mẻ mọi người nhá. Đa số vẫn là chim chào mào và chim quyên rãi rất là nhiều. Đấy. Mình sẽ vào trong cửa hàng này nhá. Cửa hàng này có anh mình xem là có gì đặc biệt không. Đấy, thích đây, tao treo lên trên đây đó. Tăng ở đầu thôi là được, lóc. Chiếc thầy vàng có may đen, có lóc chưa, có bạch con. Đấy, nghe thầy hôn. Đấy, đang ngầm ngộn. Mình không có tập ghế này hôn. Thôi xa rồi anh không có mọc. Chú chim hồng hạnh này được khá nhiều người quan tâm vì em nó rất thuần và ăn cám cứng mọi người nha. Như mọi người đã thấy là ở cái phần phân ở đáy lồng ấy. Như anh em chưa biết, như những dòng chim thuộc họ đớp ruồi thì nó lại cùng họ với cả chim chòe nữa. Vậy nên là những dòng chim này nó lại rất háo ăn mọi người nhá. Đặc biệt là ăn mùi tươi. Và cám thì cũng sẽ phải là một loại cám ngon chứ không phải là những cái cám thông thường có thể nuôi được chúng. Và em này thì đang trong tầm ngắm của khá nhiều người ở trong phiên chợ này. Rõ ràng là chim hồng hạnh bổi thì rất nhiều, tuy nhiên là để một em cứng và đứng lồng như này thì thi thoảng thì chúng ta mới có thể bắt gặp được thôi. Và em này thì đang có giá là 500 nhá. Mình nghĩ cái giá này là cái giá rất hợp lý. Đấy. Bố mà đéo công, bố về cho ăn cám gà. Không, không, nó đang ăn cám nghiệp bảo canh số 1. Ra lại đổi tội thì chết. Và đừng có cắt sâu thì nghiệp bảo canh số 1. Đừng cắt sâu cho ăn cả con luôn. Không, đừng ăn nhiều sâu. Ở quán này hôm nay có khá nhiều các loại chim lạ anh em ạ. Trên này là một lô xẻ đá này. Đấy, xẻ đá rất nhiều. Trên này có khoảng gần 20 con đấy, mỗi hộp khoảng 2-3 con nhà ấy. Dưới này là chim rồng rộc. Rồng rộc loại này ăn hạt nhưng mà chủ yếu trong miền Nam. Ô, anh Nguyên ơi, em bảo là cái rồng rộc này sao lại ăn cám này nhỉ? Con đấy ăn chuyên ăn cám, cái kia là chẳng ăn luôn. Em tưởng ăn thóc. Vâng, ừ, thóc ok nhé. Dưới này là sâu, sâu đầu đỏ. Sâu dứa, sâu dừa, sâu dừa. Đây, chích trạch, dòng chích trạch. Đây là gọi vịt nhé, gọi vịt nhé mọi người nhé. Gọi vịt này chắc là luôn lâu rồi. Nên là cái đầu nó xuất tương đối nhiều. Đây là một cái dòng lách tách đầu xám với cả một con xẻ bụi đầu đen.
sẽ bụi đầu đen. Mấy em sâu bên này thì đang có vẻ đang tập cám. Đang tập cám mọi người nhá. Ở đây là một cửa hàng chuyên nuôi những cái dòng chim nhỏ dị. Đây là một cái dòng chích cũng tương đối to này. Bộ ngang ngửa với cả chim chòe lửa luôn. Cực kỳ to. Đây chim rồng rộc này, chim rồng rộc này rất đẹp. Ở đây có cái con chim rất lạ mọi người đây. Nhưng mà mình đã từng tìm hiểu rồi. Nó là chim vẹo cổ mọi người nhá. Chim vẹo cổ. Con này nó rất là dị luôn đấy. Nếu mà bắt ra nó sẽ xoay cổ coi như là một vòng. Như là 360 độ luôn. Đấy. Cái này là mấy em huyết cô này. Để mình sẽ bắt nó xem là cái cổ nó như thế nào anh em nhé. Đấy. Đây mọi người này, đấy, nhìn nhìn cái đầu nó lạ không? Nó cứ vẹo vẹo vẹo. À, đây 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 đây. Đấy là mình muốn bắt nó ra để xem. Con đâu nhìn thực tế là chưa bao giờ nhìn con này đâu. Đấy. Đấy, 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 bắt đầu nó xoay, xoay 360 độ đấy. Đấy, xoay 360 độ luôn này. Con này cũng không gầy, béo lắm. Nó ăn cám được mà em. Ấy, ấy, đầu rắn. Nó ăn cám được mà nó ngồi rồi. Đầu nó sẽ vẹo, nó di chuyển rất là hay. À, một em chim quyền đẹp quá. Hôm nay chợ mình công nhận là đông mọi người ạ. Đông chưa từng thấy luôn. Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ thấy chợ đông như này. Xem có cái phụ kiện gì hay hay không mình lại qua mua vậy. Nó rút ra chú ạ. Nó cầm nó rút ra. Được, cái mỏ nó bé mà chú. Mọi người nhìn cái dãy để xe là biết là sự đông đúc của chợ hôm nay là như thế nào rồi đấy. Một số cái cửa hàng mà cơ bản như là chim khuyên, chim chào mào thì mình sẽ không quay nhá. Quay một số cái cửa hàng mà đặc biệt hơn một chút. Đấy thì sẽ có nhiều cái đặc biệt hơn để cho mọi người xem. Chim khuyên, chim chào mào thì mình cũng không có lựa tốt, lựa giỏi lắm.
Vâng. Con này trông thần thái tốt nhỉ. Anh vừa có con tre bắt nó còn nhỏ hơn con này. Cựa nó dài bằng này rồi. Nó màu nó đỏ cơ, đẹp lắm. Con này trông thần thái rất là tốt. Bán có 300.000. Cựa nhọn hoắt luôn. Con này phải gần hơn 2 năm rồi. Màu này như quái nó phải màu đỏ, màu tía, tía đỏ. Đây là màu kiểu chuối rồi. Đấy, cái màu đấy nó đúng là màu của tre Bắc mình. Đúng rồi. Đúng màu của dân gian luôn. Vâng, vâng. Đấy, anh còn chơi gà như thế. Con này thực chất nếu mà đấy, chuẩn thì nhìn em có vẻ hơi lai lai Tân Châu thì phải. Đúng rồi, nó hơi lai Tân Châu. Đúng không? Đúng rồi, em nhìn này có nét nét Tân Châu ấy. Tân Châu, đúng rồi. Con này được cái thần thái nhìn nó tốt. Màu nó đẹp. Thần thái tốt. Cái màu nó đẹp, màu nó lụ. Vâng. Nó lại phía nhiều cạnh. Mắt mũi trông chiến ấy, trông giữ gà. Hôm nay chú có cả Thanh à, quên rồi. Thanh Loan à? Thanh Loan rồi là chòe chòe đợt này hết rồi. Chị à? Đợt này không phải chăm chim non nữa là đỡ mệt rồi, đỡ vất vả rồi. Mai hoa chị ra được mấy lô ở đây, đợt này sắp hết rồi đấy. Vâng. Đợt này em thấy chưa có cái dòng vẹt anh Vũ nhỉ? Hết rồi á? Vẹt anh Vũ này, anh Nhật này, sắp Nhật này, hết rồi. Đấy, chính ra cái dòng đấy dễ bán, đúng không? Nhập cao lắm em ạ. Nhập cao á? Bán không có tốc. Có lãi ít à? Nhập 420, bán được 450, còn thuốc này, còn tiền thuốc nhá, tiền xe ôm nhá, tiền kê nhá, tính vào mỗi con được 5.700. Thế thôi á? Mà cái dòng đấy thực ra giá nó cố định rồi, chứ là không như cái dòng ấy. Bọn này ví dụ hay hơn một tí là nó có thể được giá hơn. Nhưng kia thì kể cả đẹp hay xấu thì thực ra nó cũng cố định rồi. Cái này được lãi 20-30. Thế thôi à? Cái họ bán 400-350 thì họ mới được lãi nhiều, đây chị bán 250. Chi màu á? Bán 250 một con. Sao rẻ thế? Thì bán gọi là ăn số lượng thôi. Một con được 2-3. Nhưng bọn này vào cám hết chưa chị? Mộc. Mộc à? À. Thì bán ăn số lượng thôi. Có con hỏa tiễn à? Hỏa tiễn mái. À, hỏa tiễn mái à? Bán hết rồi. Ăn cám chưa? Cho tiền cuối mà. Con này cũng dễ nuôi được đúng không? Cuối mới cám vẫn nổi. Sâu dế cái gì? Thằng ý vợ nó còn bị sản hậu, mẹ thay mòn sản hậu nên cho thuốc đá về phân tình tiện nó. Con này là cái con đực, con trống là nó cái phần mặt đen đen đúng không nhỉ? Hầu đúng không? Hầu đen đúng không? Đen được cầm. Cái khiếu, kể cả nó được ạ. Nếu nó nói quá, cái này cũng vừa đẹp. Trên này hồng hạnh nhiều này. Hồng hạnh em thấy nuôi cũng khó đấy. Hơi khó nuôi đấy. Chòe được nhiều. Đợt này vẻ đông, đông nhưng mà có vẻ nhà cũng người xem nhiều thôi đúng không? Dạ vâng anh. Em đạt. Dạ vâng anh. Dạ vâng em. Anh hôm nay xem gì đây? Vâng. Chơi lửa cái lô trên này có vẻ khá là nét. Ôi này này, em ơi, cái con đuôi dài dài nhảy nhảy lên mấy trăm. Trong đồng thì để anh 5 lít con. Anh Hùng ơi, cái con trên cầu ơi kìa anh Hùng ơi. Có cho anh cái tiền không chị? Đã đồng cái lồng mất 500 nữa. Dưới kia nó nhiều sâu rồi anh ạ, nó không khoái của anh nữa đâu. Con này dạng ghê. À, mà nhưng mà bị buộc cánh rồi.
Đúng rồi, hái chim. Cái dòng chòe này là phải buộc hết, chòe than, chòe lửa buộc hết. Nhà cửa hàng này bán là giá hợp lý, em đi nhiều em biết. À, vậy yến phụng mọi người nhá, thấy yến phụng rất là nhiều, màu sắc đa dạng luôn. Còn này ăn thì chủ yếu là kê thôi. Còn chuối đất này thì ăn sâu, phải có sâu, phải có đạm nhiều, cực kỳ nhiều đạm ấy. Năm lít. Thế là coi như là để giải phóng đi. Chưa đốt gì đấy. Ok, bố đó. Hôm nay nhất định không đốt. Anh ơi, hai cái này sao nó chất liệu nó khác nhau à? Hay mà sao giá nó cũng bằng? Cái này là gì? Chất này chất liệu gỗ. Gỗ? Gỗ của nó lại là gỗ gỗ mun. À, gỗ mun. Không rồi. Phải là gỗ bình thường. Còn đây là tre. Đây là tre. À. Tre và gỗ. Nhà mình nó không có lông tròn. Đâu không? Cái nào lông tròn đâu? Không làm gỗ thì nhìn nó bậm đẹp hơn. Em chào anh. Đợt này có gì đặc biệt không anh? Cái tay này có lâu không đặt? Em á? Em xây cũng 4 năm rồi. Không, em luôn em chơi vui thôi chứ còn em không chuyên về bán. Ôi nhưng mà em bảo này, đợt em đi mấy cái chợ ví dụ như là Hà Đông hoặc là chợ Hoàng Mai ấy, không thấy anh đi nhỉ? Vì sao? Trên này mát mẻ thích hơn à? Quen rồi. Quen à? Đấy, phải nào. Ở đây có con chìa vôi, anh em vào cám chưa? Chìa vôi mà. Đẹp nhỉ, hai con này như vẫn chưa hết lông thì phải. Chim truyền. Vâng. Thay lông là nó sẽ lên màu đen hơn đúng không? Đen đậm hơn đấy. Chim chìa vôi. Xem kênh hôm nay. Vâng, chào các anh. Nhưng mà em đi thấy mấy cửa hàng rong là nhìn ông anh là chim vừa phải. Đây có cái dòng khiếu mọi người ạ. Đây là dòng khiếu bụi. Gọi này trông nát nét phết đấy. Ở đây thì đa số mình thấy đều cắm cứng rồi, nhưng mà ở đây đúng là mấy cái cửa hàng rong này mình thấy có ông anh này là bán là ok nhất. Mình đã từng giao lưu ở đây rồi. Đấy. Bên này mấy dòng cu gáy này. À, có con sáo đen nữa. Ở đây thì cũng không nhiều dòng chim linh tinh lắm. Cơ bản những cái dòng chim cơ bản thôi. Đây con vàng anh đẹp hết này. Vàng anh phần đẹp rồi. Phần quá đẹp luôn. Con vàng anh này anh bán bao nhiêu? 500 à? 500 con vàng anh đã cầm cứng mọi người nhá. 500. Đấy, chim quế lâm ngũ sắc này. Mấy em chim sáo đang gọi là phai màu. Ở đây toàn sáo hết. Đấy phải còn là bảo là loại đấy là nó đang thay lông. Phai màu. Thay lông. Bù chào.
nhưng bọn này là anh mua qua của một người hay là anh về anh gọi mua qua thôi gì? Rồi giờ lại quay trở lại quán chim hút mật ở nhà ông anh rất là thân thiết và quen mình. Đấy, và quay cho mọi người xem về một số loại. Bây giờ thì mình mới tìm hiểu ra và cũng biết là nhiều cái loại đó đặc biệt mọi người ạ. Đặc biệt chứ không phải như cái thời gian đầu mình quay thì mình chưa biết cái dòng chim chuẩn, tên chuẩn nó, nhưng mà bây giờ thì cũng biết sơ sơ rồi. Đấy, hôm nay nắng ráo mát mẻ như này thì là chim hút mật được mang ra phơi rất là nhiều.